Rồi, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em test cái con đẩy của BMB D5.5. Con đẩy này là hôm trước em nói là 500W một kênh, nhưng mà hôm nay em tra trên của hãng ấy thì thằng nó là 1000W một kênh, nhưng không phải 500W một kênh các bác nhá. Nó là chạy Class TD. Class TD cho nên mà rất là khỏe, tiếng rất hay. Thì hôm nay em test luôn thực tế cho các bác xem, nó đánh hai cặp bát 30. Con này đánh full 40 ok nhá. Em khẳng định là đánh full 40 ok luôn. Bữa nay em test đây là đây. Hai cặp mà bát 30. Bát 30 đây, hai cặp bát 30. Đây nhá. Bát 30 TB, công suất của mỗi loại là 450W. Đây, công suất là RM. Công suất làm việc là 450W. Đây, để em quay lại. Đây các bác thấy không? 450W một thùng nhá, 4 con. Đây em có 4 con này, dày đây. Đấy, 4 con vào một loa. Loa đây. Cái này ra không gài luôn, không có cái gác này chích đi không dài để cài đây đây. Đây nhá. Đấy. 400W một cây. Và một loa. Em đang đấu đây. Đây, bây giờ mời các bác xem đánh càng đét luôn. Rồi mà với. Đây, đây để mức 12 giờ nhá. Đây này. Đây. Đây mới để mức 12 giờ đây nhá. Đây, nếu không đây là hết này. Hết nha, mở nó vặn này đấy, có gạch này. Gạch xuống đây hết nha. Đấy, gạch này em để 2 đêm 12 giờ. 12 giờ. Đây. 12 giờ nha. Rồi, đánh hai đôi luôn. Ok. Em chưa cần cho lên hết rồi nha, em đánh 12 giờ thôi. Rồi, bớt đi. Ok, tắt nhà rồi. Cái giá man luôn, tiếng dòng này cực kỳ hay luôn. Đây. Ông về. Không dám đồ to đâu. Đấy, đang để cái đẩy là 12 giờ các bác thấy đấy. Đúng 12 giờ nha. Mà bây giờ mà con này mà em mà vặn kịch kim lên như thế này thì có lẽ lo này đứt luôn. Đấy, không dám cho đâu. Em chỉ để 12 giờ thôi. Đấy, đánh hai đôi full 30 nha. Ông nào bảo không đánh được em đây bảo hành luôn cho. We'll be right back.
Cơm đã. Bạn nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Số điện thoại trên màn hình nhé. Xin chào.